Nhà chị bao lâu? Ngoài sân đây là đến ngày 6 tháng 8 là tôi vừa mới tròn 1 năm. Chị tên là gì? Tôi tên là Phạm Thị Mão, quê Thái Bình. Tôi đi theo công ty Incomex ở Hà Nội cho bà phó giám đốc và Hoàng Bác Sen đưa sang. Thì tôi sang đây tôi đã làm việc ở công ty là 10 tháng. 10 tháng này thì tôi làm việc tôi không mức với mức lương thu nhập của tôi là chỉ đủ tiền ăn và tiền ở chứ còn không có tiền dư. Mà số nợ của tôi là 2.500 đô, hiện nay tôi chưa trả nợ được đồng nào. Mà sang năm thứ hai này tôi chuẩn bị phải đóng cái số khẩu là 1.200 đô nữa. Đã không trả được nợ đồng nào, tôi còn phải cộng thêm số nợ là 1.200 đô. Thì đến mức nợ của tôi sẽ trở thành là 3.700 đô nữa. Mà hoàn cảnh của tôi thì rất là khó khăn. Tôi phải nuôi ba con nhỏ ăn học, nhà cửa tôi thì chưa có. Tôi đi phấn đấu kinh tế là để nuôi con ăn học và có dư dật ít nào thì tôi về tôi làm nhà. Nhưng mà hiện nay bây giờ thì với mức lương thu nhập này thì tôi không có chỉ đủ nuôi bản thân tôi thôi, còn tôi không có khả năng để nuôi con tôi. Mà kỳ học mới của các con tôi là ba đứa sắp tới này rồi, tôi không có tiền để nuôi cho con. Rồi chị có kiến nghị gì với nhà nước không? Tôi rất là buồn bởi vì là chúng tôi đã chỉ vì sự những cái sức của chúng tôi mà chúng tôi đã đứng lên kêu gọi cầu cứu, tha thiết cầu cứu là năm tư ngày đêm nay rồi, chúng tôi không được có kết quả trả lời từ các cơ quan thẩm quyền, chức năng thẩm quyền nào cả. Chúng tôi rất buồn bởi vì tôi là những người lao động, có những người lao động làm ăn lương thiện, có những nhân chứng rõ ràng của chúng tôi đã gửi đến các cơ quan nhà nước Việt Nam, nhưng mà hiện tại giờ chúng tôi chưa nhận được một câu trả lời nào. Không biết là chúng tôi có được các cơ quan chức năng bảo vệ hay không, hay là chỉ bảo vệ cho những thế lực của đồng tiền. Rồi. Bởi vì là khi chúng tôi sang đây thì bằng những cái họ lừa gạt chúng tôi bằng mọi cách, họ đưa ra chúng tôi một mức lương cơ bản thu nhập rất là cao. Khi chúng nói chúng tôi đồng ý theo cái mức lương này để công ty đi sang đây thì mức lương thu nhập cơ bản chúng tôi không có, thì chúng tôi nằm trong bàn tay của họ rồi, thì họ ra sức đàn áp chúng tôi bằng mọi cách, bóc lột sức lao động của chúng tôi. Và bây giờ thì chúng tôi đã cầu cứu lên chính phủ, nhưng mà cơ quan nhà nước, nhưng mà hiện tại giờ chúng tôi thì chưa nhận được câu trả lời nào. Mà tiền thì tiền cái thế lực đồng tiền này thì của họ mà có thì nó cũng do công sức lao động của tất cả những lao động tôi làm ra thì họ mới có cái số tiền này, chứ còn không biết là chúng tôi thì bây giờ đang rất là mong các cơ quan nhà nước, chính phủ Việt Nam, nhà nước Việt Nam hãy cứu ra tay cứu chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đang sống trong hoàn cảnh rất là khổ cực. Đây là những cái chai nước, hơn một tháng nay chúng tôi đã dùng cái chai này để lấy nước về để sinh hoạt. Nhưng mà đến nay là một tuần nay chúng tôi không có một giọt nước nào. Tưởng đối chúng tôi thì là những ngày tháng cần phải dùng đến nước sinh hoạt, nhưng mà hiện nay chúng tôi không có một giọt nước sinh hoạt. Cuộc sống chúng tôi bây giờ rất là khổ sở. Còn ai ý kiến gì không? Tại bây giờ chúng tôi đang sống chung với tất cả bệnh tật, như bản thân tôi bây giờ tôi đã mắc 4 bệnh. Được rồi, chị nói đấy được rồi. Còn ai ý kiến, em có ý kiến gì không? Em tên là gì? Em tên Phan Huy Hinh Bông. Em qua bên công ty sân Vinasita này đã được 11 tháng. Trong 11 tháng, hai vợ chồng em trời rất là nặng nhọc. Chỉ mong trả nợ hết cho công ty. Nhưng trong 11 tháng qua em chỉ làm vừa đủ ăn thôi. Em không có tiền dư, cũng không có tiền gửi về cho gia đình. Em còn người mẹ già 65 tuổi, đang với nuôi đứa con em 6 tuổi đang đi học. Em qua đây 11 tháng em chưa gửi về cho gia đình em. Tức là qua lại cả hai vợ chồng luôn đúng không? Vâng. Tức là nhà mẹ già mấy con. Vâng. Con năm nay được mấy tuổi? Con em được 6 tuổi. 6 tuổi. Em đang vô lớp 1. Dạ. Thế ở nhà có ai hỗ trợ tiền cho cháu đi học không? Dạ có bà chị, nhưng mà bà chị có gia đình rồi. Em có kiến nghị gì đến các cơ quan nhà nước, chính phủ không? Dạ em cầu xin các cơ quan chính phủ rủ lòng thương xót cho
những người lao động lương thiện đang bị tội như tụi em ở đây. Chúng em đang bị công ty đàn ép dữ lắm. Chúng em không có nước. Vì công ty đe dọa nữa. Em rất mong chính phủ, các chức năng, các nhà chức trách hãy hỗ trợ, giúp đỡ cho những lao động như chúng em được về nước. Vì những người dân lao động như chúng em không có tiền ạ. Giờ không đủ trả nợ cho công ty. Chỉ một cái giá như tụi em rồi, vấn đề không khó được. Vấn đề là rất rõ rồi đúng không? Dạ. Em trong có ai ý kiến gì đâu. Em. Dạ. Em là Đỗ Thị Thanh Hoa, em quê ở Hà Nội nhưng mà gia đình sinh sống ở Lâm Đồng. Em dừng lại từ tháng 9 năm ngoái 2011. Mà trước khi đi là công ty Thế Kỷ Mới đã đưa chúng em sang đây. Công ty Dầu Khí Sài Gòn là bà Dương Thị Thu Cúc đã đưa chúng em sang đây. Và đã không phải đưa cho công ty này mà hợp đồng, đây hợp đồng lao động của em đây. Đó là hợp đồng để đi sang công ty Thế Kỷ Mới. Nơi làm việc là Thế Kỷ Mới nhưng chúng em đã bị bán sang Vinacita này. Và đây là chứng chỉ của em. Đây là chứng chỉ. Chúng em sống rất là khổ. Đây là bảng lương. Lương chỉ đủ ăn cơm thôi. Và không biết bao nhiêu năm nữa thì em sẽ trả hết số tiền này. Bố mẹ em là những người lao động nghèo. Bố em là cựu chiến binh đã già rồi. Em có một con nhỏ và em đã ly hôn. Thế là gia đình, vợ chồng đã ly hôn đúng không? Dạ. Em phải nuôi con một mình. Em đẹp giống bà ngoại. Mà nhà em nó hiện giờ đã đi kiện công ty Dầu Khí. Là đã mua bán chúng em qua đây, bán người, buôn bán chúng em cho ông Tuân, Nguyễn Quang Tuân. Và ông Tuân đã giam giữ chúng em ở đây và bảo là sẽ phải trả 90 triệu đồng thì mới cho về. Mà chúng em không hề nợ lần gì ông Tuân cả. Cho nên em xin mong các ban ngành, cơ quan nhà nước, chính phủ giải cứu cho chúng em. Chúng em ăn uống rất khổ sở và nước tắm cũng không có. Bây giờ các ban ngành hãy cứu chúng em để xử tội hai bên mua bán người và giam giữ người trái pháp luật. Em xin cảm ơn. Thế cuối cùng em có ý kiến gì không? Thì em xin ý kiến phía đảng và chính phủ. Bây giờ cố gắng cứu giúp chúng em. Tất cả những người lao động ở đây đều như vậy cả. Mà sinh sống rất là khổ sở. Chúng em không có nước tắm, nước sinh hoạt, nước đánh răng rửa mặt cũng không có. Trong những ngày này thì em mong là sao mọi người, các ban ngành cố gắng giải thoát cho những lao động nghèo chúng em được về với gia đình. Để có tiền nuôi con. Rồi, cảm ơn em nhé. Chị tên gì? Tên là Tành Thị Thắng. Quê ở Tây Ninh. Đi qua đây qua môi giới ông Cảnh với ông Cường. Đi qua Mina cho ta hướng của ông Tân. Qua đây là 18 tháng rồi. Mà tôi chưa ở về nhà tôi đồng nào á. Mà nợ tôi cũng ngang còn. Nhà. Rồi chị bình tĩnh nào. Sau đây lao động chị có bị đánh đập gì không? Trước khi đi ở nhà còn có một mẹ già. Nhà tôi là đồng lao động chính. Không ai nuôi mẹ hết, mà mẹ bệnh á, mẹ nhà bệnh tiểu đường à, rồi sống cổ, rồi bị hơi thẳng. Mà như vậy nè, qua đây không có làm được đồng nào hết, nhà điện về thôi, con làm có tiền, không gửi về thì mang thuốc. Tôi đó, không có tiền, mà nhà lại chưa trả hết. Má nói con ơi, má. Má bệnh nặng lắm, má nhà phó ôm chứ lắm rồi. Chắc là má đợi con về chắc không được, chắc má chết chứ. Thì má nói má ơi, má đang chờ con gì. Anh thì nói là nếu mà má bị chết á, anh thì không cho em hai đâu rồi. Rồi phải cho, anh thì nói là cho ai sửa bên này thì chết bên này sao? Anh nói không thể cho ai được, anh nói dù giá nào cũng phải cho tôi ai.
Má thì nói má thì nói con ơi con ra này má nhà má ra ông tôi cũng chờ con về má mới chết. Rồi, em cảm ơn nhé. Chị ơi kiến rồi. Kính thưa các ban ngành, kính thưa Đảng và Chính phủ Việt Nam, tên tôi là Lý Thị Châu, quê ở Thái Bình, tôi năm nay 40 tuổi. Tôi đã sang công ty Vinasta được 12 tháng. Qua thời gian sang đây thì tôi làm việc miệt mài và trong một năm tôi chỉ có dám nghỉ một ngày, đó là ngày ốm. Và qua sự miệt mài đó, với công lao bỏ sức lao động ra, với đồng lương ít ỏi và ông chủ sử dụng lá giả một đồng tiền rất là rẻ mạt với chúng tôi. Ngày làm 18-24 tiếng, nhưng không có một đồng nào tiền nào gửi về gia đình cả. Hiện nay gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn. Chồng thì việc làm không ổn định, có hai con nhỏ thì còn phải đang học. Thế cháu đang học thì vẫn phải ngoài giờ học và phải đi kiếm tiền thêm. Để cho mình, nói vấn đề chính rồi. Chị sẽ làm ký hợp đồng mấy năm? Sang đây ký hợp đồng 3 năm. 3 năm à? Vâng. Cái chi phí ban đầu là 2.500, 2.500. Bây giờ chị trả vâng. bao nhiêu à? Em trả được 500 đô. Trả 500 và đô. Số lợi vẫn còn nguyên và chưa gửi về được đồng nào. Và tiếp theo là năm thứ 2, năm thứ 3 vẫn năm đóng tiền khẩu đúng thì đóng tiền khẩu nữa. Vâng. Thì tôi mong Đảng và Chính phủ sẽ giang tay mở cửa để cùng với các cấp các ngành như là Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và đã sang đây và có người cử người sang Việt Nam nhưng qua một tháng nay chúng tôi vẫn chưa nhận được một cái kết quả gì cả. Thế nên là tôi rất mong là Đảng và Nhà nước đã sẽ có một cái phương pháp biện pháp tôi và giải quyết những cái người mà như ông chủ sử dụng ở đây là trái pháp luật, trái về luật lao động và sẽ bóc lột người một cách dã man như vậy là sẽ cho đến